Okay, bắt đầu lớp nhóm phương video mới vì đặc biệt đọc Google account là Zenfone SE 2 à. SE 2 Zenfone mà OK bạn lời nếu như extract thâu nít và thâu nít và này đọc thích bạn mà OK bạn dương là nhiều phần máu mà cho phù Zenfone SE nó cứ dừng đỏ ảnh có phí ở trăm bạch bọc tầng ở thế sở đi ní với sân dưỡng bọc tầng ở vì ai thì cho một bạch hai mí bọc hai ốc thì vàng bọc kì chẳng dương ơi remove ta FOP máu bà này hay bị lươn điện dương chạy tờ lưu rụt con chạy phí này mà mà nó chìm nói chọn này thì dương đọc thích bị chào đồng hồ lắm bà này đấy thích vô ta file mới kêu file persist bà thích vô ta persist file mỗi máu chết ok bạn hãy chết start chấm buồn tù xa với những bật vì ai lột máu ok bạn hãy dừng chết vì liêm cạo bạn
press volume down and connect man. Press volume down and connect USB. Oh yeah, no. Maybe not volume down. Volume up. And dừng khi dùng thì mùi volume thang lên vào đó nha. Okay. Check volume thang lên. Đấy, đặt đôi chỗ. Press volume up and connect USB back. No. Bật chỗ. USB ở đá ở chỗ. Chích thằng crown mình nha. Đi dùng thằng crown mà đóng tiết. Press volume down. Down again. On. USB ở đà, on đà. Thế ta, mở đoàn tiết bàn volume up. Thế mở đoàn tiết. Wait. No và đặt đều. Volume down again. Volume down and connect. No. Ngắt chân. Ok bạn press volume up. Ừ thì nghe do USB với ớt sửa rồi mạch bay USB not properly and try again. Ok bà hát ai xin rạch tục lần hát hàm lần chăng hát đơm trung Thank you.
Okay, bạn. Successfully 100%. Okay, bạn. Tại bạn. Bạn chim. Okay, bạn. Ai mi. Nơi đó đã bạn